Xin chào các anh chị và các bạn Chào mừng mọi người đến với phần 6 trên 6 của bài 12 Cũng là phần cuối của bài này Thì trong cái phần bài này chúng ta sẽ cùng nhau đọc Các cái đoạn đàm thoại Và cái bài đọc ngắn Và chúng ta sẽ kết thúc bài này luôn Xin mời mọi người chúng ta cùng bắt đầu nào Trong đoạn 1 này Là cái đoạn đối thoại giữa một người phụ nữ Bị lạc mất một đứa con Ở trong công viên gì đó Và À, chị ấy đã tìm đến một cảnh sát để nhờ giúp à, cái bối cảnh của đoạn này là như vậy à, xin mời mọi người chúng ta cùng nghe mình giải thích trước rồi sau đó rồi chúng ta cùng đọc nha lão cha ban băng, băng mạng làm ơn giúp dùm một chút à, người kia hỏi lại Sấm mơ sơ việc gì vậy Sấm mơ sơ tiêu là hại xưa là tiêu là hại xưa là tôi bị lạc mất đứa con rồi quả tiêu là hại xưa là tiêu là hại xưa là tôi bị lạc mất đứa con rồi câu mà có hai cái chữ lơ thì là cái trạng thái đó nó còn đang diễn ra như vậy là đang bị lạc vẫn chưa tìm được hãy từ treo treo đứa trẻ tên gì hãy từ treo treo lì treo lì tên là lý lệ nán hải hãy hải hải hãy hải con trai hay là con gái hải là con gái chỉ xuê mấy tuổi chị là mấy và xuê là tuổi chúng ta ghép vào chị xuê mấy tuổi sư xuê ban à, sư xuê là bốn tuổi và ban là rưỡi sư xuê ban bốn tuổi rưỡi nì xô xô tha tờ giang chờ nì xô xô tha tờ giang chờ chị nói xem dáng vẻ của nó thế nào nì xô xô tha tờ giang chờ à, tha yên chiên ta ta tờ tha yên chiên ta ta tờ mắt của nó là to như vậy là tính từ lặp lại nghĩa tăng tăng lên và phía đằng sau nó luôn có tơ cái này ôm lại thôi thay diện chiên ta 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 mắt to chuan ra ý chen khoảng chân xanh chuan ra ý chen khoảng chân xanh chuan là đang mặc đang mặc trên người á ý chen khoảng chân xanh một chiếc áo sơ mi vàng y thẻo hoa chuyển giờ y thẻo hoa chuyển giờ và một chiếc váy hoa Nì bố giao trảo chỉ à, Chị đừng có lo lắng hoặc là sốt ruột Bố giao trảo chỉ Hòa mình dĩ tiếng băng nì à, Chúng tôi nhất định giúp chị Hòa mình dĩ tiếng băng nì trò to hải giờ à, Tìm được đứa bé Hòa mình dĩ tiếng băng nì trò to hải giờ Xê xê, cảm ơn Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nha Lão già băng băng mạng Sẵm 我丢了孩子了。孩子叫什么？叫李丽。男孩还是女孩？女孩。几岁？四岁半。你说说他的样子。他眼睛大大的。 穿着一件黄衬衫，一条花裙子。你不要着急，我们一定帮你找到孩子。谢谢。让 m 老家帮帮忙，什么事？我丢了孩子了，孩子叫什么？ 叫李丽，男孩还是女孩？女孩，几岁？四岁半。你说说她的样子。她眼睛大大的，穿着一件黄衬衫，一条花裙子。你不要着急，我们一定帮你找到孩子。谢谢。và k 的，t i ế 学生 ữ Là chúng ta cùng tìm hiểu đoạn 2 nha. Nì số sầm mơ chơi nản hoa. Nì số mơ chơi nản hoa. Bạn nói xem. Bạn nói xem. Cái gì là khó vẻ nhất chơi nản hoa. Chơi nản là khó nhất. Mà. Mà là ngựa. Mà. Sầm mơ chơi rụng di hoa. mơ chơi hoa. Thế cái gì là dễ vẻ nhất? Chơi rụng di là dễ nhất. Chơi rụng di hoa quỷ quỷ là ma quỷ quý hoa mạ bị hoa quỷ nản hoa mạ bị hoa quỷ nản tại sao vẽ ngựa lại khó hơn vẽ ma mà tới giang giờ, của mình tôi tri to hình dáng của con ngựa thì chúng ta đều biết hoa bổ sen hình rũ y pha sen vẽ không giống thì rất dễ bị phát hiện 鬼的样子，我们都不知道。quỷ gian của mình hình dáng của ma thì chúng ta đều không biết, hoa buổi sen, dễ bu rụng gì pha sen, vẽ không giống cũng không dễ gì phát hiện ra. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc lại nào. Nị số sớm mới chơi nản hoa, mà sớm mới chơi rụng gì hoa, quỷ,

Quảng Chiến lị là giám đốc Vương à, xin mời mọi người chúng ta cùng chúng ta cùng theo dõi. Tha xin Quảng ông ấy họ Vương sư y cha nào cung sư tờ chiến sư y nào cung sư tờ chiến là giám đốc của một công ty máy tính điện nào cung Sư là công ty máy tính cha đây là lượng từ sư si y nào cung sư tờ chiến là giám đốc của một công ty máy tính chiếc công司不大, cái công ty này công ty này không lớn, có nếu mà chúng ta nói là có thì là có bốn mươi người, bốn là hơn bốn mươi người. từ tố đứng sau một cái số từ nào đó, thì chỉ cái con số à, nó nhiều hơn cái số từ đó một chút. Vương Quảng Chiến Lì mấy thêm cung cho sửa chỉ có xèo sữa. Giám đốc Vương mỗi ngày làm việc đến mười mấy tiếng đồng hồ. Mấy thêm là mỗi ngày cung cho sửa chỉ có xèo sữa làm việc mười mấy tiếng đồng hồ. Ta chi giờ sư y sân. Ta chi sư y sân. Vợ của ông ấy là bác sĩ. Y sân là bằng với tay phu là bác sĩ. Tha mênh dấu lẹn cơ hải giờ. Họ có hai đứa con

他妻子是医生 Đến đây thì mình xin kết thúc phần 6 trên 6 của bài 12 Cũng là phần cuối của bài này Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi Xin hẹn gặp ở video clip kế tiếp Xin chào mọi người